Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tổng hợp chăn nuôi cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Mở đầu sẽ là tin quốc tế. Mỹ tăng cường các biện pháp đối phó diễn biến dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay, diễn biến dịch tả lợn châu Phi trên toàn cầu rất phức tạp. Tại châu Âu và châu Á xuất hiện nhiều ổ dịch trong thời gian từ đầu năm trở lại đây. Gần đây nhất tại Croatia đã phát hiện một đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại hai trang trại lớn ở phía đông của đất nước. Reuters đưa tin trích dẫn Bộ Nông nghiệp của nước này vào cuối ngày thứ hai. Viện Thú y Croatia đã ra lệnh thực hiện các biện pháp sơ bộ để khống chế dịch, bao gồm cấm lợn di chuyển và tiêu hủy động vật. Họ báo cáo hai địa điểm khác đáng nghi về căn bệnh này ở khu vực gần đó. Tại châu Á, Trung Quốc dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tương đối tốt, đã xuất hiện 152 ổ dịch mắc dịch tả lợn châu Phi, trong đó có 121 ổ dịch đã được khống chế và không có trường hợp mới, 31 ổ dịch đã có tác động khác nhau ở các mức độ khác nhau. Hiện tại, dịch tả lợn châu Phi trên cả nước đang có xu hướng giảm nhưng vẫn còn một số trường hợp lẻ tẻ, mặc dù tình hình kiểm soát đã được cải thiện tương đối tốt. Trung Quốc vẫn cần tiếp tục làm các nhiệm vụ kiểm soát cho đến khi dịch bệnh được dập tắt hoàn toàn. Đánh giá trước sự nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi, Trung Quốc tăng cường giám sát dịch bệnh, đặc biệt là ở các khu vực có nguy cơ bùng phát cao và khu vực biên giới, đồng thời tăng cường quản lý các trang trại, đặc biệt là lợn rừng, vì lợn rừng là phương thức lây lan chính của dịch tả lợn châu Phi, để tránh được dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại. Để đối phó trước diễn biến đợt dịch trên, USAID đã tổ chức diễn đàn dịch tả lợn châu Phi ở Bắc Carolina. Ngày đầu tiên của diễn đàn sẽ có các phiên trực tiếp và trực tuyến, bao gồm những người tham gia từ Hoa Kỳ, Canada, Mexico, cũng như đại diện từ Caribe, Trung và Nam Mỹ, châu Âu và các tổ chức quốc tế. Ngày thứ hai và ngày thứ ba của diễn đàn sẽ là một cuộc thảo luận giữa ba bên, những người tham gia của chính phủ và ngành công nghiệp từ Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Các cuộc thảo luận chính của diễn đàn năm nay bao gồm quy trình và các yếu tố được xem xét khu vực đánh giá, vùng bảo vệ Hoa Kỳ, chuẩn bị sẵn sàng cho việc giảm số lượng đàn và xử lý, chuẩn bị năng lực giám sát và phòng thí nghiệm, truy xuất nguồn gốc và quản lý thông tin trong thời gian bùng phát dịch, phản ứng của lợn hoang và những thách thức khi đối mặt với dịch ASF. Giá heo hơi Trung Quốc biến động trái chiều với thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, giá heo hơi tiếp tục đà tăng trong tháng 6. Tính đến ngày 23 tháng 6, giá heo hơi ở mức cao nhất là 63.000 đồng trên 1kg, tăng 21% so với đầu năm. Đây đồng thời là mức cao nhất trong một năm trở lại đây. Đà tăng giá heo hơi trong suốt thời gian vừa qua xuất phát từ việc nguồn cung giảm dần do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và làn sóng bỏ chuồng của người dân khi thua lỗ kéo dài. Bên cạnh nguồn cung giảm, nhu cầu cũng tăng lên nhờ lượng khách du lịch cũng tăng lên. Hai yếu tố này cộng gộp giúp hỗ trợ giá heo hơi. Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến của thị trường nội địa, thị trường heo hơi Trung Quốc lại khá trầm lắng. Tính đến ngày 23 tháng 6, giá heo hơi Trung Quốc ở mức 14,17 nhân dân tệ trên 1kg, khoảng 46,400 đồng trên 1kg. Mức giá này gần như không đổi so với hồi đầu tháng 4 và thấp hơn so với mức giá 16,5 nhân dân tệ trên 1kg hồi đầu năm. Như vậy, giá heo hơi ở Trung Quốc và Việt Nam không còn diễn biến đồng pha chặt chẽ giống như trước đây. Lý giải cho điều này, ông Trọng cho biết, trước đây, khi dịch bệnh COVID chưa bùng phát, hoạt động mua bán heo qua đường tiểu ngạch giữa Việt Nam và Trung Quốc còn sôi động, nên giá heo hơi của hai nước diễn biến tương đồng với nhau, nhất là khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, sau khi xảy ra đại dịch COVID-19, Trung Quốc siết chặt kiểm soát biên giới, đường mòn lối mở lên diễn biến giá heo hơi giữa hai nước trở lên tách bạch và chủ yếu dựa vào cung và cầu của thị trường nội địa. Tại Trung Quốc, thời gian qua nhu cầu của nước này ở mức thấp, do đó sức ép lên giá của heo hơi rất lớn. Tiếp theo sau đây sẽ là một số thông tin nổi bật trong nước tuần qua. Giá heo hơi trong nước tuần qua, thị trường ít biến động, đà tăng dần chững lại. Giá heo hơi hôm nay ngày 30 tháng 6 tại thị trường miền Bắc ít biến động so với ngày hôm qua. Trong đó, đa phần các địa phương tiếp tục đi ngang, giao dịch quanh mức giá 62.000 đồng đến 63.000 đồng trên 1kg, chỉ riêng ở Hưng Yên tăng nhẹ một giá, thu mua lên mức cao nhất của vùng với mức giá 63.000 đồng trên 1kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại thị trường miền Bắc đang giao dịch ở mức 62.000 đồng đến 63.000 đồng trên 1kg. Giá heo hơi hôm nay tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên tăng 1.000 đồng trên 1kg. Thị trường heo hơi miền Trung
và Tây Nguyên tăng nhẹ. Theo đó, sau khi nhích nhẹ một giá, thương lái tại Ninh Thuận hiện tại đang thu mua giá heo hơi ở mốc 60.000 đồng trên 1 kg. Heo hơi tại các tỉnh còn lại vẫn được giao dịch ổn định so với ngày hôm qua. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng từ 58.000 đồng đến 63.000 đồng trên 1 kg. Từ năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, giá heo hơi tại Hà Tĩnh nằm ở mức thấp nhất, nhiều thời điểm rớt còn 47.000 đồng đến 50.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến người chăn nuôi điêu đứng vì thua lỗ. Khoảng hơn một tháng trở lại đây, giá heo hơi có xu hướng tăng và nhích dần, hiện tại đạt 59.000 đồng đến 61.000 đồng trên 1 kg. Với mức giá này, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các hợp tác xã, các trang trại quy mô lớn đều phấn khởi vì đã có lãi sau một thời gian dài phải bù lỗ. Lý giải về nguyên nhân tăng giá đợt này, nhiều chủ trang trại cho rằng khi giá heo hơi xuống thấp, thua lỗ lên nhiều trang trại, hộ chăn nuôi giảm đàn, treo chuồng. Do đó, nguồn cung trong nước giảm kéo theo giá heo hơi tăng trở lại. Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đứng yên trên diện rộng. Trong đó, giá heo hơi tại khu vực Đồng Nai, Long An và Cần Thơ là 61.000 đồng trên 1 kg, cao nhất khu vực. Thấp hơn một giá ở mức 60.000 đồng trên 1 kg gồm Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Các tỉnh còn lại duy trì giao dịch ở mức 59.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 59 đến 61.000 đồng trên 1 kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ, hiện tại giá khảo sát tại các tỉnh dao động trong khoảng 58.000 đồng đến 64.000 đồng trên 1 kg. Nông nghiệp tháng 6 năm 2023, bức tranh nông nghiệp nhiều gam màu sáng. Theo Tổng cục Thống kê, diện tích gieo trồng lúa đông xuân cả nước năm 2023 đạt 2.952,5 nghìn hecta, bằng 98,7% vụ mùa đông xuân năm trước. Diện tích lúa đông xuân năm nay giảm 39,8 nghìn hecta so với vụ đông xuân năm trước, chủ yếu do chuyển sang đất phi nông nghiệp phục vụ quá trình đô thị hóa, chuyển đổi sang cây trồng lâu năm hoặc chuyển sang nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong khi các địa phương phía Bắc giảm 10,4 nghìn hecta, các địa phương phía Nam giảm 29,4 nghìn hecta. Thủy sản có dấu hiệu tăng nhẹ. Đối với ngành thủy sản, Tổng cục Thống kê cho hay sản lượng thủy sản quý 2 ước tính đạt 2.370,4 nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 1.680,5 nghìn tấn, tăng 1,2%, tôm đạt 352,3 nghìn tấn, tăng 3,8%, thủy sản khác đạt 337,6 nghìn tấn, tăng 0,9%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 2.336,4 nghìn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 1.593,6 nghìn tấn, tăng 2,6%, tôm đạt 466,7 nghìn tấn, tăng 4,1%, thủy sản khác đạt 276,1 nghìn tấn, tăng 3,6%. Nhìn chung, sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi gia cầm, quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 phát triển ổn định do tình hình dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động chăn nuôi thủy sản đạt kết quả cao. Phát hiện nhiều cơ sở bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y giả kém chất lượng. Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang và Lâm Đồng vừa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thú y giả mạo, kém chất lượng, móc túi nhân dân. Tại Tiền Giang, đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gò Công Tây tổ chức kiểm tra định kỳ tại hai hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả hai cơ sở đang kinh doanh thức ăn chăn nuôi nhưng không thực hiện niêm yết giá theo quy định. Theo đó, đoàn kiểm tra tiến hành lấy 4 mẫu thức ăn chăn nuôi, gửi đi kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả có 3 mẫu thức ăn chăn nuôi không đạt chất lượng, trong đó có 2 mẫu là hàng giả, 1 mẫu kém chất lượng. Vào thời điểm kiểm tra, trị giá hàng hóa là thức ăn chăn nuôi đang bày bán có vi phạm gần 3 triệu đồng. Sau khi lập biên bản vi phạm, đội quản lý thị trường số 4 đã xử lý vi phạm hành chính đối với hai hộ kinh doanh trên 15 triệu đồng về các lỗi không niêm yết giá, buôn bán hàng hóa, hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng, vi phạm về chất lượng trong mua bán thức ăn chăn nuôi. Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng đưa ra quyết định xử phạt gần 60 triệu đồng đối với một đại lý thức ăn chăn nuôi thủy sản tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang về hai hành vi không niêm yết giá và buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng và công dụng. Tại tỉnh Lâm Đồng, qua quá trình kiểm tra trên địa bàn, ngành chức năng cũng phát hiện nhiều hộ kinh doanh sản phẩm thức ăn chăn nuôi
Thuốc thú y vi phạm về chất lượng, gian dối nông dân. Cụ thể, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện tại cửa hàng thuốc thú y Nghĩa do bà Dương Thị Thơm làm chủ ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng có hành vi vi phạm buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng. Sản phẩm vi phạm là Zinse Blood của công ty cổ phần Eco Lam Dũng. Với hành vi vi phạm trên, cửa hàng thuốc thú y Nghĩa bị phạt 7,5 triệu đồng, buộc tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp chăn nuôi cuối tuần của kênh Dr. Vet ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!